Lily on London at the... Bi có biết hát bài Nắm tay em thật chặt không? Nắm tay em thật chặt, nắm tay em thật lâu, hứa với em một câu sẽ đi trở về với con đường đến phim ăn tập chặt. Vừa hát vừa biểu diễn như thế nào? Mẹ đứng hẳn lên ghế, mẹ cho đứng hẳn. Thử ra mà, thử điệu biểu diễn kiểu kiểu ca sĩ nam thần. Ca sĩ nam thần luôn. Thế có thể biết là ai? Không biết là ai. Thử biểu diễn này. Sao má con hồng ấy? Bi có cái nốt ruồi ăn quà gần mép này. Ăn gì? Ăn quà. Ăn quà nghĩa gì nhỉ mẹ? Con nghĩa là hay đòi ăn ấy. Mẹ ơi. Ừ? Cho con ăn. Ừ? Cho con ăn. À, vớ vẩn đấy biết nghe. Ăn táo. Táo đấy để thắp hương cụ một tháng rồi hỏng. Coca thì không ra. Bắn. Bắn gì bây giờ tối muộn rồi đi ngủ. Bắn. Con có thể uống nước lọc nếu con muốn. Nước lọc. Ừ.